xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tiệm máy nổ Hoàng Dân. Hôm nay là ngày 26 tháng 7. Hôm nay thì cửa hàng của chúng em xin giới thiệu tới các cô chú anh chị là hai con NF6 và NF5. Đó, hai con này thì còn rất là mới luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, giờ bây giờ em sẽ quay sơ lược hai con này cho các cô chú anh chị xem. Rồi em sẽ test nổ máy và quay chi tiết lại. Còn máy tinh luôn anh em ơi. Hai con này là cốt giữa nghe anh em. Nó heo nhỏ luôn. Đó. Cốt giữa nha anh em. Rồi, bây giờ em sẽ test nổ con NF6 trước đi. Quay chi tiết lại cho các cô chú anh chị xem con này luôn. Con này là NF6 nha các cô chú anh chị. Đó. Trời ơi, nó mới nè anh em ơi. Còn xi 7 màu luôn. Hàng này là hàng nghĩa địa nha anh em. Mà còn mới vậy nè. Trời ơi, nó đẹp không ơi. Đẹp thấy không? Đó, còn rất là ok luôn anh em ơi. Trông vẫn còn mới luôn. Ôi dồi ôi, còn nước xanh luôn anh em ơi. Hôm nay cũng vậy luôn, còn mới tinh luôn. Đây. Chưa có dấu tháo mở nào nghe chân nghe anh em. Nè anh em thấy không? Đó, ốc tán còn zin nha. Còn mới tinh luôn. Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân
chưa có giao thông mở nữa chưa nghe anh em. Đó, heo dậu cũng chưa có dấu tháo mỡ nữa nghe anh em. Còn mới tin luôn. Rồi, hai con này là bé kim nghe anh em. Đó, này, anh em thấy không? Ồ, còn mới tin luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua con NF5 này đi. Rồi em test nổ máy rồi em sẽ quay chi tiết lại cho các cô chú anh chị xem luôn. Khoan khoan khoan, em kéo nền rồi nha. Nhiên nhiên quá em kéo nền rồi. Nhắc à? Cứng không? Nhắc à? Kệ đi. Rồi vậy thôi. Chi tiết lại cho anh em xem nha. Ốc tán này. Cũng vẫn còn máy tinh nha anh em. Đó. Cái này là tại bị dơ nghe nè, chứ trong những người máy tinh nè, những người im lắm đó. Còn ok nha anh em. Này vẫn có nước xanh luôn em ơi, bên Nhật Bản nó xài toàn nước xanh không. Con này cũng dễ đè luôn anh em. Tán này chưa có dấu tháo mở nghe anh em.
rất mới, rất đẹp luôn anh em ơi. Chưa có dấu tháo mở đâu nghe anh em. Đó. Con này cũng bé kim luôn nghe anh em. Đó, anh em hai con này anh em mua về thì chạy oxy tôm hay là bơm nước đâu là vô tư nha. Cái dòng này là dòng mini đó, F6 và F5 đó. Anh em mà yêu thích con này á, hai con này á, thì liên hệ trực tiếp tới số điện thoại nằm bên trên góc trái màn hình giùm em đó, thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cho các anh em luôn. Rồi, video của chúng em tới đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo và video mới nhất. Địa chỉ của cửa hàng chúng em thì nằm ở khóm 1 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nằm cạnh quốc lộ N2, chân cầu vượt. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.